19. Đừng người bị thương nặng, sang bên kia hết, mau. Mẹ. Mẹ. Con trai. Con trai. Mẹ. Mẹ không sao chứ? Không sao. Không sao. Đây là trung đoàn trung lý của bọn con. Đây là mẹ tôi, viện trưởng Châu. Chào viện trưởng Châu. Chào trung đoàn trưởng lý. Mã Duy Nguyên hay kể về cô lắm. Cô có đứa con ngoan lắm. Sau khi vào quân đội, cô ấy trưởng thành rất nhanh. Năm đó từng cứu mạng tôi. Trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng lý. Nếu nó không nghe lời, anh cứ đánh, cứ mắng. Phải rồi trung đoàn trưởng lý. Các anh tới đúng lúc quá. Đúng thế. Chúng tôi nghe nói bệnh viện giải chiến ở đây, nên qua đây xem sao. Thứ nhất là thăm thương binh. Thứ hai là thông báo cho Dương Thủy Phượng. Thượng Hữu Phúc là anh hùng thật sự. Anh đã chiến đấu tới phút cuối cùng, đã hy sinh. Vừa rồi khi bọn Nhật tấn công bệnh viện giải chiến của chúng tôi, Dương Thủy Phượng muốn bảo vệ chúng tôi nên đã cùng giặc Nhật đồng quy du tận. Tôi biết rồi. Hai người họ đều rất giỏi. Mã Duy Nguyên, có. Nói chuyện với mẹ cậu chút đi. Dân, ở bên kia chờ. Dân. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, viện binh của Nhật tới rồi. Cho họ di chuyển ngay đi. Con à, viện trưởng Châu, viện binh của giặc tới rồi. Cô đưa quân mình chuyển vị trí ngay đi. Chúng tôi yểm hộ cho. Được. Cô cẩn thận nhé. Được. Mã Duy Nguyên, về đội. Rõ. Mẹ, nhất định phải cẩn thận nhé. Được rồi, con mau đi đi. Mã Duy Nguyên, có. Dẫn mấy người dòng ra sao đánh. Rõ. Tôi không đánh nữa. Lúc được tấn công đừng có chạy lung tung. Muốn chết hả? Đi thôi thôi. Các anh em đuổi theo mau. Giặc Nhật đã lui hết. Chiến dịch Thượng Cao, quân ta thắng lớn. Chiến dịch Thượng Cao, 17 ngày lịch sử. Bằng tư tưởng chiến thuật lùi để tiến của Thiết Nhạc, quân ta đã đánh bại giặc Nhật. Từ khi trận Trung Nhật bắt đầu tới nay, đây là trận mà số thương vong của hai bên cân bằng nhất.
Nào, cạn. Nào nào, cạn. Tiếc thật, lần này chưa dẹp hết được sư đoàn 33 của địch. Tiếc thật. Trưởng quan tiếc. Biết đủ đi. Đây đã là thắng lợi lớn rồi. Đúng thế. Thắng lợi của chiến khu 9 lần này không chỉ cổ vũ dân chúng toàn quốc và tướng sĩ toàn quân, mà tôi còn đặc biệt viết một bài trên báo kháng chiến Tam Tương của chúng ta. Nội dung chính là trưởng quan tiết anh dũng hiếm có và ý chí ngoan cường của tướng sĩ quốc quân, tôi vô cùng sùng bái. Nào, nào nào, cạn ly gì bài viết. Đừng đừng, vì tướng quân tiết. Nào, tôi chưa đọc, anh ấy đọc rồi. Tôi đọc rồi, viết rất hay, viết rất hay. Rót đi. Trưởng quan tiết, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo. Anh cứ nói. Chiến dịch Thượng Cao lần này, anh có phải đã dùng trận chữ bát ngược không? Anh nói cho anh ấy sao? Không. Anh nói tiếp đi. Được, làm anh chê cười rồi. Trọng tâm của trận chữ bát ngược là chiến thuật lùi để tiến, giành lấy bên sườn. Mục đích là dụ địch vào trong trồng, cô lập chúng, sau đó dùng quân đội chủ lực kiên cường chống đỡ, tiêu hao nhuệ khí của địch, cuối cùng tập trung binh lực bao vây giết sạch. Nói rất hay, nghe lại biết hiểu chiến thuật rồi. Phải cạn ly gì cái này mới được. Rót cho tướng quân. Không được không được, tôi không thể uống được nữa. Uống nữa là tôi sai mất. Chủ nhiệm Bành, hôm nay chúng ta uống rượu gì đây? Rượu gì? Nghĩ cho kỹ xem. Nghĩ kỹ vào. Nào, qua đây, rót đầy cho tôi. Rượu gì nào? Rượu gì? Rượu gì cũng phải uống. Đây là rượu mừng công. Nào nào nào. Chiến dịch Thượng Cao lần này có thể thắng lớn như thế, anh có công không nhỏ. Tôi có công gì đâu. Đội 74 chúng tôi có thể ngoan cường bảo vệ trận địa phòng ngự. Họ dùng toàn vũ khí Liên Xô. Vũ khí Liên Xô của họ ở đâu ra? Là chủ nhiệm Bành đã chuyển chúng từ Hà Nội đi dòng tới chiến khu chính của chúng ta. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Vậy nên công của anh rất lớn. Bành chủ nhiệm, nói thật, trước khi vũ khí của anh được đưa tới, chúng tôi nơm nớp lo sợ. Nhưng đời này có tri kỷ, chẳng ngại gì đường xa. Anh chuyển vũ khí tới, chúng ta là bạn bè. Đúng, chúng ta là bạn bè. Trưởng quan tiết, vì câu này của anh, tôi phải kính anh một ly. Qua đây, rót cho tôi. Dân, chủ nhiệm Bành uống được quá. Đương nhiên rồi, nào nào. Tướng quan tiết, vì câu đó của anh, ngồi đi, tôi phải đứng uống. Uống hết là tôi phải cáo từ rồi, nào. Được rồi, trưởng quan tiết, tôi phải xin cáo từ thôi. Hai người từ từ uống nhé. Anh đi đâu đấy? Tôi phải về thôi. Phó quan Hà, bảo cảnh vệ cho anh. Canh cửa thật kỹ, không ai được ra ngoài hết. Trưởng quan tiết, rõ, không được đâu. Đi ngay đi, rõ, đi mau đi. Để tôi xem anh chạy đường nào. Ngồi đi. Hôm nay tôi không đi đâu nữa vậy. Báo cáo. Vào đi. Trưởng quan tiết, tham mưu trưởng, điện báo. Tôi biết rồi. Dân, Kha Lệ Quyên. Có. Tham mưu trưởng, lấy cốc đi. Tôi xin được giới thiệu, đây là Bành chủ nhiệm ở Sở Thông tấn Hồ Nam của Bác Lộ Quân. Chào cô. Chào Bành chủ nhiệm. Bành Trung Hoa, xin chào. Anh ấy không đeo cấp hiệu thôi, chứ cấp bậc không nhỏ đâu, cho nên cô phải kính một ly. Đừng kính tôi, tôi không thể uống được nữa. Tôi uống nữa là sai mất. Bành chủ nhiệm, thế là không được đâu. Rất vui được gặp Bành chủ nhiệm, cảm ơn. Cảm ơn. Kha Lệ Quyên, Bành chủ nhiệm đây.
đã lập công to lớn trong chiến dịch Thượng Cao. Trang bị của hai quân đội ta là nhờ anh ấy vận chuyển từ Hà Nội, vượt qua nhiều tầng ngăn cản của đặc công Nhật, mang về đây đấy. Cho nên cô vẫn phải kính người có công một ly. Bành chủ nhiệm, được rồi, trưởng quan Tiết đã nói thế, tôi không muốn thì không ổn rồi. Nào, tôi uống thêm một ly. Cảm ơn Bành chủ nhiệm. Cảm ơn Bành chủ nhiệm. Cô Kha Lệ Nguyên đây là chủ nhiệm của phòng cơ mật chúng tôi. Cô gái xinh đẹp thế này đã kính anh một ly rồi, có phải anh cũng nên kính lại một ly không? Trưởng quan Tiết, anh không cần nói nữa, tôi hiểu. Ly này tôi mà không uống thì không đúng rồi. Nào, hôm nay tôi không sai không vậy. Nào, tôi kính cô. Cảm ơn chủ nhiệm. Được rồi, Bành Trung Hoa có văn hóa uống rượu lắm. Kha Lệ Nguyên, cảm ơn cô. Chủ quan Tiết đừng khách khí. Bành chủ nhiệm, người ta đi xa rồi, để anh chê cười rồi. Không ngờ chiến khu chính canh lại có nữ trưởng quan xinh đẹp như thế. Anh nói thế là thế nào? Chỗ chúng tôi có nhiều lắm nhé. Nào, uống rượu. Nào, Bành chủ nhiệm. Nào nào, uống rượu, uống rượu. Vì chiến khu chính. Được, vì chiến khu chính. Cạn ly. Sao thế? Minh Vận, hôm nay tôi đi gửi điện báo, vừa hay gặp nhóm trưởng Quan Tiết đang uống rượu mừng công. Tôi cảm giác như họ đã phát hiện ra gì đó. Tôi rất căng thẳng. Chị bị lộ rồi sao? Không. Nhưng tôi thấy họ bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Sao họ nghi ngờ chị được chứ? Không phải chị nghĩ quá nhiều rồi đó chứ? Không phải. Hôm đó tham mưu trưởng Ngô đích thân gửi tới phòng điện tính một bức điện báo. Đáng ra tôi là chủ nhiệm thì phải là tôi gửi. Nhưng anh ấy lại lệnh cho tất cả ra ngoài, cuối cùng để lại một nhân viên điện báo. Điều này cho thấy họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Chị đừng lo lắng. Bây giờ thế giới đang thay đổi rất nhanh. Chính phủ của Tưởng với Thạch không tồn tại được bao lâu nữa. Đợi Trùng Khánh sập rồi là chị an toàn rồi. Tôi không chờ được tới ngày đó đâu Minh Vận. Không đâu, không đâu. Không đâu chị, tin tôi đi. Không đâu, sẽ không đâu. Chị tin tôi đi. Thế Dũng sĩ, phải có ý chí như sắt thép. Anh Dũng tiến lên. Cái tên thọ đế này lại dám dừng lại không tiến lên sao? Không lẽ các cậu đã quên lời thề với Thiên Hoàng khi nhập ngũ rồi sao? Ngô Hoàng Vạn Tuế chết cũng không từ. Thế mà tên nhát gan này lại dám khóc trên chiến trường. Chú này, Thiên Hoàng bệ hạ phát động thánh chiến Đông Á là gì? Muốn cứu dân chúng Trung Quốc thoát khỏi gót giày Anh Mỹ. Tại sao chúng ta còn phải đốt nhà, giết người dân Trung Quốc nhiều như thế chứ? Ichiro, cậu còn nhỏ, đừng nói mà cũng đừng nghĩ. Đây là chiến tranh. Cậu không giết người Trung Quốc, người Trung Quốc sẽ giết cậu.
Anh Aoki, không ngờ trận thượng cao lại thất bại thảm hại tới thế. Quân ta rút hết về Nam Xương rồi. Sư đoàn 6 vẫn chưa thiệt hại nhiều lắm, coi như vẫn còn may. Trưởng quan Tiết đã xem quyết định khen thưởng của quý viên trưởng chưa? Xem rồi. Trên đó có nói trận cao thượng là trận đặc sắc nhất từ khi bắt đầu kháng chiến tới nay. Tôi đến chính là vì chuyện này. Tôi có chép lại một bản danh sách đơn vị được khen thưởng. Vương Diệu Võ, Lý Ngọc Đường có hết này. Sao không có Lý Văn Trạch? Lý Văn Trạch cũng được khen thưởng sao? Đương nhiên, anh ấy cung cấp tình báo chuẩn xác về quân Nhật, phải là công đầu mới đúng. Hôm qua uống rượu mừng công hơi quá. Tôi không nói gì quá đáng chứ? Có nói. Đương nhiên mọi người đều biết anh sai là khùng, không ai tưởng là thật cả. Quay lại. Tôi đã nói gì? Thì vẫn như hồi ở trường quân đội bảo định thôi. Xe tăng này, máy bay này, đùi con gái này, dung tục. Anh nói mà, nhớ dẫn. Báo cáo. Vào đi. Trưởng quan Tiết, tham mưu trưởng. Weijiro Sonobe bị cách chức rồi. Aoki cũng bị kỷ luật giáng chức. Chuyện này cũng nên chúc mừng. Uống chút nữa nhé. Không, không được uống rượu nữa. Được. Anh tranh thủ thời gian thu thập tin tình báo của tư lệnh quan và tham mưu trưởng mới của đội 11 về báo cáo lại với tôi. Rõ. Qua đây. Hôm nay chúng ta ăn mừng thế nào đây? Thương hội địa phương tặng một bình rượu lâu năm. Không, không được uống rượu nữa. Hỏng việc. Nhiều năm lắm đấy. Rượu gì? Tiểu khúc sông Lưu Dương. Tiểu khúc sông Lưu Dương. Không được. Không được uống rượu nữa. Sáng nay dậy tôi cứ hối hận suốt. Bao nhiêu năm? 100 năm. 100 năm. Thế là từ đời Thanh Sao. Đương nhiên. Thế thử xem. Đúng. Thử xem. Thử. Chị lại có tâm sự gì sao? Thôi, không nói nữa. Giờ cũng đã cùng thuyền rồi, tôi cũng sẽ không trách cô. Huống hồ tôi cũng cho rằng cũng chỉ có hòa bình mới cứu được Trung Quốc. Chỉ là tôi khó chịu với một vài hành động của người ở bộ tư lệnh mà thôi, vì một thắng lợi nhỏ mà vui mừng đắc ý. Hoàn toàn quên mất mình đã mất đi một nửa Trung Quốc. Bộ tư lệnh có tin mới sao? Đúng thế. Hôm nay công bố danh sách khen thưởng thắng lợi thượng cao. Mấy hôm nữa sẽ còn mở đại hội mừng công. Những đơn vị nào được khen thưởng? Đội 74, trung đoàn 358 của đội 10. Phải rồi. Còn có một sở trưởng sở tình báo tên là Lữ Văn Trạch. Một sở trưởng sở tình báo cũng được khen thưởng sao? Tiết Nhạc nói thắng lợi trận thượng cao lần này, sở tình báo lập công đầu. Không lẽ anh ta nhận được tin tình báo gì của chúng ta sao? Cụ thể thì tôi không nói rõ được.
Nhưng tôi biết sở trưởng sở tình báo mới được điều tới chiến khu chính là người bên cạnh đối lập của quân thống, hơn nữa là cao thủ nghe ngóng. Phải rồi, anh ta còn mang theo thiết bị nghe lén của Đức. Vậy nhất định là anh ta đã bắt được sóng điện báo của chúng ta. Cũng có khả năng. Bảo sao Hoàng quân chịu thiệt trong trận Thượng Cao. Tiết Nhạc nói thắng lợi Thượng Cao lần này đều là nhờ đội 74 và đội 10 đã đổi trang bị. Nghe nói quả lực đã vượt qua quân Nhật. Tin tình báo quan trọng thế, sao giờ chị mới nói cho tôi biết? Tôi nghe điện báo hai đội chủ lực yêu cầu tiếp tế mới biết đó chứ. Cơ quan Mã Sư gửi mật lệnh, cho nên tôi hẹn gặp cô để trao đổi trực tiếp. Tôi nghĩ ra rồi, thua trận Thượng Cao xong, kiểu gì cũng có chính sách sửa sai. Bộ tư lệnh cho rằng một nguyên nhân quan trọng khiến trận này bại là do không rõ tình hình của địch. Không ngờ quân đội Trung Quốc lại có sức chiến đấu mạnh như thế. Tôi biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân gì? Đội 74 và đội 10 đều đã được thay trang bị, quả lực không kém gì Hoàng quân. Dù khí đạn dược Liên Xô chuyển tới Trung Quốc không phải đã bị đội đặc vụ Nakano cho nổ ở trận tuyến trấn diệt rồi sao? Tôi đang nói tin tình báo vừa nhận được. Nguyên nhân thứ hai, dường như phía Trung Quốc nắm rõ toàn bộ hệ thống quân ta, sắp xếp rất là phù hợp. Cấp trên lệnh cho chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Tôi cũng thấy lạ, lần này chiến khu chính đã có thêm một thiết bị nghe lén của Đức. Đi thôi. Thưa cô, cô đi mấy người? Tôi hẹn bạn tới đây uống trà. Cô ngồi bàn ngoài hay là phòng riêng? Thế này, chút cho tôi bình trà đã, tôi chờ bạn tới xem sao. Có ngay, mời cô ngồi. Mời cô ngồi. Cô xa nó thì chạy 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 蚕蝇的意思，吉就是吉利，大吉大利。个鹅，钓到它的鹅，那表示春节到了，春天就快来了。个是要迎接春天的意思。
Cha của cô đây. Được rồi, cô dùng thông thả. Ông chủ, tôi muốn hỏi một chút. Chỗ ông ngoài, bà ngoài và phòng riêng ở tầng 1 thì còn chỗ ngồi nào khác không? Hết rồi. Hết rồi. Cô dùng trà đi. Mời cô. Được rồi, cô dùng thông thả. Cảm ơn. Cô gái kia tôi từng gặp trên đường. Không phải cô ta bán cho tôi đấy chứ? Cô gái theo dõi. Không phải chứ? Anh xem. Cho người bám theo cô ta, điều tra rõ thân phận. Không cần đâu, tôi biết người này. Cô ấy là phóng viên của báo Kháng Chiến Tam Tường, thường xuyên xuất đầu lộ diện. Một phóng viên thường xuyên xuất đầu lộ diện, theo lý mà nói sẽ không đi theo dõi. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận hơn. Thông báo cho người của chúng ta để ý xem có phải cô ta thường xuyên xuất hiện ở gần quán trà không. Được, tôi đi thông báo ngay. Báo cáo. Đưa tư lệnh. Tướng quân Oka Mura đang ở bộ phận chiến lược hội ý trận Trường Sa đầu tiên. Hết báo cáo. Bao giờ anh Korechika Anami mới tới? Thưa trưởng quan, anh đã tới được một tiếng rồi ạ. Tướng quân Oka Mura dùng binh quá phân tán, không có hướng tấn công chính, không có được sức bật và sức sát thương mạnh. Binh lực bị chia đôi ra Ngạc Nam và Cám Bắc. Đặt vào hướng tấn công chính đi. Đội quân giải quyết quân ta trong trận Thượng Cao là đội nào? Thưa tư lệnh, là đội bé tư và đội 10 của quân Trung Quốc.
Đó là hai đội mạnh nhất của chiến khu Trung Quốc số 9, phải không? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiêu diệt hai đội quân này. Rõ. Chủ nhiệm. Bành chủ nhiệm, hôm nay cô lại có phát hiện mấy? Cô lại phát hiện ra chuyện gì rồi? Nói tôi nghe xem. Tôi nhìn thấy Trần Minh Vận và một người khác nữa cứ lén la lén lút. Hình như họ là đồng bọn đang truyền tin. Sau đó tôi theo sát người lạ mặt kia, cuối cùng phát hiện ra người đó có năng lực phản trinh sát. Vậy cô bám theo được tới đâu? Lại là Trà Lâu Nghi Xuân. Cô vào rồi sao? Tôi bám theo vào. Tôi tìm gần như hết cả Trà Lâu, cũng không thấy anh ta đâu. Tôi nghi là Trà Lâu đó có phòng bí mật. Cô lỗ mãn quá. Cô hấp tấp bám theo, còn tìm đông tìm tây. Không chỉ làm lộ thân phận của mình, để mình vào thế nguy hiểm, mà nghiêm trọng hơn là rất có khả năng cô đã đánh rắn động cỏ. Lữ Tuệ, giờ vấn đề là gì? Chúng ta chỉ đang nghi ngờ Trần Minh Vận, Kha Lệ Quyên có vấn đề, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Cô đừng quên, bây giờ Tiết Nhạc vốn đã đề phòng chúng ta rồi. Kha Lệ Quyên lại là chủ nhiệm phòng cơ yếu. Chúng ta không có chứng cứ xác đáng mà nói người ta là đặc vụ, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa Tiết Nhạc cũng sẽ không tin đâu, hiểu chưa? Sau này cô đừng tùy tiện đến Trà Lâu Nghi Xuân đó nữa. Manh mối này giao cho tướng được quần bảo quản đi theo dõi. Còn cô thì dùng thân phận đồng nghiệp cùng ngành quan tâm tới Trần Minh Vận là được rồi. Vậy tôi biết rồi. Được rồi, vậy thôi. Đi nghỉ ngơi đi. Vậy tôi đi nhé chủ nhiệm. Đi đi. Có chuyện gì? Thưa tư lệnh, tướng quân Wei Kiro Sonobe rất hối tiếc, cho nên đã tổng hợp nguyên nhân thất bại trong trận Thượng Cao để người kế nhiệm có thể tham khảo. Xin gửi ngài xem. Lòng trung thành của tướng quân Wei Kiro và sự nỗ lực không biết mệt mỏi của anh khiến tôi rất biết ơn. Tôi muốn nghe xem
Anh có suy nghĩ gì về những bài học tướng quân qua Ichiro rút ra được? Vậy tôi xin uống rượu qua mắt thợ. Trước khi khai chiến, tôi và tướng quân luôn cho rằng sức chiến đấu của hoàng quân ta so với quốc quân Trung Quốc là một địch năm. Tập hợp 65.000 hoàng quân thì tiếc nhạc, có dốc hết chiến khu chính ra cũng không đỡ nổi đòn tấn công của hoàng quân. Nhưng hắn chỉ dùng có 5 đội quân là đã. Từ sự kiện Lư Câu Kiều, năm Chiêu Hòa thứ 11 cho tới nay, có nhiều trận chiến đã cho thấy sức chiến đấu của hoàng quân với quân Trung Quốc đúng là 5 địch 1. Nhưng trong trận chiến đó, sức chiến đấu của quân Trung Quốc đột nhiên mạnh lên. Tôi nghĩ nhất định là còn có nguyên nhân khác. Tôi xin cáo từ. Aoki, ngày mai phải về nước rồi. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Cảm ơn ngài. Ngày mai tôi sẽ về nước trị thương, về nước cùng với tướng quân Shiro Lano. Phiền ngài giúp tôi gửi tới tướng quân Shiro Lano lời hỏi thăm chân thành nhất. Dừng. Báo cáo, đội 10 và đội 74 của Trung Quốc đã đổi sang trang bị Liên Xô. Anh mang thông tin quân địch đã đổi sang trang bị Liên Xô tới. Rất đúng lúc. Tôi cần tìm hiểu rõ hơn về quân địch ở Trường Sa. Họ có bao nhiêu đại bác là loại gì? Có bao nhiêu súng máy hạng nặng? Hai đội quân này phân bố quân lính và sở trường cũng như sở thích của tướng quân cấp cao. Tôi mong cơ quan tình báo các anh điều tra càng kỹ càng tốt. Dừng. Tham mưu trưởng Kinoshita. Dừng. Sau thất bại thượng cao, đội 11 của chúng ta phải tìm cách cứu vớt danh dự của đội 11. Đây là trách nhiệm lớn nhất của các anh. Tôi muốn tìm hiểu tất cả tài liệu về tiết nhạc. Thưa tư lệnh, anh muốn tìm hiểu tài liệu về mặt nào? Tất cả. Anh ta thích bài hát gì? Thích đọc sách gì? Thích nhảy điệu gì? Thậm chí là đêm có ngủ ngáy hay không? Tôi muốn biết rõ tất cả mọi thứ về tiết nhạc. Tôi biết rồi ạ. Lần này tôi tới là muốn nói danh. Các anh đã thất bại trong việc cản trở Liên Xô diện trợ Trung Quốc. Không thể nào. Tôi tự mắt thấy chiếc tàu hỏa đó bị nổ tanh bành khi vào cốc Hồng Hà mà, Anna Kano. Đối thủ của anh là một kẻ mưu cao kế hiểm. Hắn không chỉ lừa được anh, mà còn lừa cả tổ tình báo Trường Sa chúng tôi. Giờ hai đội quân tinh nhuệ của Tiết Nhạc đã đổi sang trang bị của Liên Xô. Nhưng chúng tôi cũng vừa mới biết thôi. Là do Nakano tôi sơ ý. Tôi tình nguyện chịu phạt. Cũng không cần đâu. Nhiệm vụ tiếp theo của anh là dẫn dắt một đội đặc công đi trinh sát vũ khí Liên Xô của đội 10 và đội 74 quân Trung Quốc. Tổ tình báo Hata ở Trường Sa sẽ phối hợp với anh. Anh có thể tới Trường Sa gặp họ trước. Rõ. Sở trưởng, nghe lén được một tin ở Trường Sa đã giải rồi ạ. Nội dung là gì? Dựa trên số hiệu và tần số, phía gửi điện báo là cơ quan mát sư, người nhận là tổ tình báo Nhật đặc biệt ở Trường Sa. Nội dung là Hùng Ưng không thấy ánh mặt trời. Hùng Ưng sao?
Là chỉ cái gì? Nghĩa là được sắp đánh tới sau. Cậu tìm trong các nội dung đội tình báo đặc biệt này gửi gần đây đi. Dừng. Gần đây tổ tình báo đặc biệt Trường Sa gửi điện báo cho cơ quan mắt sư, nội dung là đội 10 và đội bế tư của quân ta đã đổi sang trang bị của Liên Xô. Cơ quan mắt sư gửi lệnh tiếp tục thu thập vị trí, đổi trang bị Liên Xô. Hùng ưng là chỉ đội trinh sát đặc biệt của địch. Nhiệm vụ là thu thập trang bị vũ khí của đội 10 và đội 74. Vất vả cho anh Ha ta rồi. Anh đi sâu vào hang hổ, còn lấy được tin tình báo quan trọng như thế, lập công lớn nhỏ, đúng là đáng kính phục.